Đây, trước mặt các bác đây là một chiếc Hyundai Elantra đời 2018 này. Đó, thì chiếc này các bác có thể thấy là khi mà cái sàn nỉ nguyên bản này đây. Đấy, thì các bác sử dụng cái lót này, sàn nỉ này, đặc biệt là những cái khe kẽ này là cái bụi bám vào đây, còn cái vết chân sau các bác dùng này, đấy, nó bám vào đây tẩy các bác nó sẽ không sạch nhá. Đấy, thì với xe này thì bác chủ có lên cái bộ sàn da. Đấy, thì bây giờ đang tháo ghế để trải sàn da này đó. Và khi mà các bác những cái ốp bật lên xuống này hoặc là cái ốp tab ly cửa này đó, khi các bác bước chân ra hay quệt nó làm xước đây đúng không? Đấy, giải pháp cho các bác là các bác dán cái giấy chống xước này. Đấy, đây. Đấy, mình sẽ dán cái giấy chống xước như này nhé. Đó, thì dán này lên tức là đảm bảo cái ốp tab ly nó không bị xước sát và nó sẽ tăng cái vẻ đẹp cho xe của mình. Đây, các bác có thể thấy cái bậc lên xuống này rất là bẩn đúng không? Đấy, cái bậc lên xuống này rất là bẩn, kể cả răng này và sau này nó sẽ sần hết và có thể là xước và vỡ. Đấy, thì mình dán cái giấy lên, nó khi mà các bác lau chùi vệ sinh nó sẽ dễ hơn. Đó, bác nào cần làm bất kỳ cái dịch vụ gì cho xe của mình hay qua Gala các bác nhé.